Thầy Du Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Trà Thành. Hôm nay Du Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một cái căn nhà, là một căn hộ nằm ở góc đường Trần Xuân Hòa với đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ mình có kích thước ngang là 4m1 và chiều dài là 10m, có thêm cái ban công á 1m2, dài là 14m ha. Thì tổng cái diện tích căn hộ mình đang sở hữu á, là cái sàn không á là khoảng 56m và thêm hai cái gác lửng đó nha cô chú anh chị bạn. Thì căn hộ này chủ nhà đang kêu bán với giá là 1.9 tỷ nha, 1.9 tỷ luôn nha cô chú anh chị bạn. Một căn hộ nằm ở vị trí góc hai mặt tiền đường Nguyễn Trãi và Trần Xuân Hòa, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, gần bệnh viện Đại học Y Dược, gần bệnh viện Chợ Rẫy, gần Đại Thế Giới và gần bệnh viện 7A, bệnh viện Nguyễn Chí Phương. Thì cô chú anh chị bạn nào đang cần một cái căn hộ chung cư mà mình vừa có thể vừa ở vừa cho thuê thì mình hãy liên lạc Du Hồng ha, qua số điện thoại 0933 797979. Du Hồng sẽ gửi sổ cho cô chú chị bạn xem nha. Đặc biệt là ở dưới chân cầu thang mình là có chỗ gửi xe tạm, mình để mấy xe nhỏ nhỏ, ví dụ như mấy xe quay rồi đó, mình khóa ô khóa đĩa lại là để qua đêm luôn. Thì căn này giá 1.9 tỷ nha, chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng nhân tên. Thì căn này là vay được khoảng 1.2 tỷ đó cô chú anh chị bạn. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy liên lạc Du Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Rồi bây giờ Du Hồng tiến hành quay toàn bộ cái căn hộ này cho cô chú anh chị bạn xem nha. Rồi cô chú anh chị bạn ơi, Du Hồng đang đứng ở góc đường Nguyễn Trãi với đường Trần Xuân Hòa, phường 7, quận 5 ha. Đối diện cái quán cà phê Evo nè. Đường Trần Xuân Hòa nè ha. Đường Trần Xuân Hòa là đoạn đường từ đây đi ra ngay chỗ Đại Thế Giới ha. Đó, đằng kia là Đại Thế Giới, đường Trần Đạo nha. Đường Nguyễn Trãi mình rẽ trái thì là một chiều, nhưng mà chỉ khoảng một căn nhà thôi thì nó ra cái chỗ tiệm bánh á. Bên kia là tiệm bánh Hỷ Lâm Môn. Là đường bên đây bên trái mình là đường Ngô Quyền nha. Thì căn hộ mình á, địa chỉ là 585B, sạc 14, lầu 3 ha, Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài cái sàn phần sở hữu bên trong á là ngang 4m2 và dài là 10m, mình còn sở hữu thêm phần này 1m2 và chiều dài là 14m nha. Chiều dài là 14m, co vòng luôn nha. Thì căn hộ của mình đây ha. Bên kia là đường Nguyễn Trãi nha, mình đi một đoạn ngắn đó là tới đường Nguyễn Chí Phương. Anh chủ nhà anh để nhiều đồ ha, nên thấy hơi chật. Ngoài cái phần bên trong mình sở hữu 42m2 theo công nhận á, sàn á, là mình có thể sở hữu thêm cái phần ban công này. Mình được sử dụng á, là ngang là 1m2 và chiều dài là hơn 14m ha. Rồi trong cái cao trong nhà mình á, thì có phần ấy luôn nha. Trong nhà mình thì có thêm cái phần trong nhà thì có thêm cái một cái gác lửng ha. Đó, trong nhà có thêm cái gác lửng nha. Chia ra thành hai cái phòng tách biệt nha cô chú anh chị bạn. Làm hai cái phòng tách biệt nha. Ở trên đây nè, ở đây thì dưới đây là có nhà vệ sinh. Ở cái phòng của mình nè, một cái phòng đây ha, ở dưới đây nha. Và trên đây có một cái phòng nữa nè. Ở trên đây có phòng mà chủ không ở để trống rồi. Đó, phòng đây ở dưới đây chủ ở ha. À, cầu thang đi lên nè. Đây là vị trí cầu thang đi lên ha. Bên đây chủ làm cái kho chứa đồ. À, làm cái kho chứa đồ ha. Và đây nè, đó, không gian của nhà mình đây ha. Cái phòng bên đây, bên kia còn thêm một phòng nữa nha cô chú anh chị bạn. Nhà vệ sinh của nhà mình nè. Đường dán lên cao ráo ha.
À, như vậy là chú Hồng vừa quay cho cô chú chị bạn xem một cái phòng ha. Hai cái phòng này mình ví dụ nhà mình có nhu cầu ở nhiều á thì mình chia ra làm hai phòng ở luôn nha cô chú chị bạn, chia ra một phòng ở một cho thuê. Nhà nằm vị trí góc hai mặt tiền đường lớn luôn ha. Đây cái đường lối này đi cho anh kia nè, mở cửa đi qua anh kia ha. Chú Hồng xin nhắc lại là nhà mình có cái ban công dài nha, dài khoảng 14 mét nha. Đó, hai gồm có một cái bước 6 này, 2 3 4 5 bước 6 luôn. Và đây là cái phòng thứ hai. Cái phòng này lì thông qua phòng bên kia cũng được, mình khóa lại cũng được ha. Phòng này có nhà vệ sinh bên trong nha. Chủ đang kêu bán căn nhà này, căn hộ này gồm có hai phòng, thì chủ bán cái toàn bộ là chủ bán toàn bộ cái này là 1.9 tỷ nha cô chú anh chị bạn, 1.9 tỷ ha. Thì trên đây cũng có gác rồi nha. Rồi để vô phòng tắt cái nhạc để dính bản quyền. Đang mở đèn lên cho sáng nha cô chú anh chị bạn. Đây nhà mình có hai phòng ha. Một cái phòng bên đây. Có gác nè. Có gác trên làm cho một phòng cho đứa bé nó học ở trên đây nè. Bé 12 nó học ở trên đây. TV, máy lạnh. Giá là 1.9 tỷ nha cô chú anh chị bạn. Ở đây có nhà vệ sinh riêng nè. Nhà mình có hai cái nhà vệ sinh. Bếp thì ở bên ngoài. Có nhà vệ sinh bên trong nè. Đây ra nhìn ra trong bếp ha. Cầu thang này đi lên trên lầu nè. Đi lên trên lầu nè ha, cầu thang nè. Đó đi lên trên phòng trên nè. Đây có làm tủ âm tường nè ha. Để đồ nè ha. Đây có làm tủ âm tường để đồ ha. Đây là phòng ở trên lầu nè, trên gác ở trên nè. Công tắc trong rồi không vô mở ha. Như vậy là ở cái phòng nào cũng có cái gác ở trên hết nha. Phòng nào cũng có cái gác ở trên hết. Có nhà vệ sinh bên trong luôn. Nếu mà nhu cầu nhà mình không sử dụng hết thì mình có thể mua vừa ở vừa cho thuê, hoặc chia làm hai căn để cho thuê riêng biệt ha. Còn nếu mình có xe bấy xe xịn thì mình gửi bên chung cư sống cải bên kia. Đi quẹo đó là chung cư sống cải ha. Như vậy chú Hồng xin nhắc lại kích thước của căn nhà này như sau: ngang là 4 mét, chiều dài là 10 mét, thêm ban công là 4 nhân cho ngang 4 dài 10, thêm cái ban công dài là 14 mét nữa, 1.2 nhân 14 mét nữa ha. Thì chủ nhà kêu bán căn này là 1.9 tỷ nha, có hỗ trợ vay ngân hàng luôn.
Đó, đường này đường Nguyễn Trãi nha cô chú anh chị bạn. Đường Trần Xuân Hoài với đường Nguyễn Trãi ha. Đường xe chạy xuôi về một hướng về kia là xe đen chạy là đường Nguyễn Trãi, còn xe quẹo vô đây là đường Trần Xuân Hoài ha. Bếp làm ngoài này ha. Không gian ngoài này mình làm bếp ngoài đây nha. Bên đó là đường Ngô Quyền. Chủ hầm xin nhắc lại căn hộ chung cư ở góc đường Trần Xuân Hòa với đường Nguyễn Trãi. Chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 9 ha. Có sổ hồng quyền, chủ quyền hồng mua bán ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị bạn. Là nhà mình có lửng luôn nha. Ha. 10m. Ngang 4m2, dài 10m. Và thêm phần ban công là 1m2 nhân cho 14m ha. Rồi chú hồng xin nhắc lại thông tin của căn hộ 595 lầu 3. Đường Trần Xuân Hòa với đường Nguyễn Trãi, góc đường Trần Xuân Hòa với đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Căn này có thông tin như sau. Căn này nằm ở lầu 3, nằm ở căn góc hai mặt tiền đường Nguyễn Trãi và đường Trần Xuân Hòa. Chiều ngang là 4m2 và chiều dài là 10m. Và căn này có thêm cái phần có thêm một cái phần ban công ngang 1m2 và chiều dài là 14m. Ở trong mỗi phòng là đều có nhà vệ sinh riêng hết. Có cái lửng ở trên thì ở đây thích hợp cho cô chú anh chị bạn nào mua vừa ở vừa cho thuê, hoặc cho thuê toàn bộ cũng được, hoặc ở hết cũng được luôn ha. Có cái không gian riêng biệt rất là tuyệt vời luôn. Thì căn này chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 9 nha cô chú anh chị bạn. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy liên lạc với Vũ Hồng. Vũ Hồng sẽ dẫn lên xem nhà, gặp chủ nhà nha. Rồi Vũ Hồng xin chào, xin hẹn lại những video về nhà lần sau ha. Xin chào.